Đồ Châu Xoài Thành xin chào các bác. Hôm nay chúng em rất là vui và hân hạnh được giới thiệu và giao lưu với các bác một số chiếc đồng hồ tạ cây được nhập nguyên chiếc từ Mỹ về. Vâng, đó xin mời nhiều các bác là những chiếc đồng hồ tạ cây được nhập nguyên chiếc từ Mỹ về. Em xin soi từ từ từng chiếc một để các bác có thể nhìn tổng quát. Vâng, đó xin mời nhiều các bác những chiếc đồng hồ tạ cây được nhập nguyên chiếc từ Mỹ về với những thương hiệu rất là nổi tiếng, với những kiểu dáng rất tuyệt vời, đa dạng. Các bác có thể lựa chọn phù hợp từng khung gian nhà các bác để trang trí những cái phòng khách thêm phần trang trọng, lịch lãm hơn với những cái dáng decor rất là đa dạng các bác ạ. Đương nhiên rồi, tất cả những chiếc đồng hồ này thì vỏ thùng được làm hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên. Có những chiếc thì được làm bằng gỗ sồi tự nhiên, gỗ ốc chó tự nhiên, gỗ anh đào tự nhiên và dán những lớp nu rất là tuyệt đẹp. Và những chiếc đồng hồ này được bên em giao lưu với bác với phân khúc giá là từ 30 triệu tới đến 90 triệu. Rất tuyệt vời. Đó, đặc biệt trên mình nhiều các bác, đó là một chiếc đồng hồ với một cái dáng decor tuyệt đẹp, rất xứng đáng cho những các bác sưu tầm để trang trí những cái phòng khách thêm phần long trọng và lịch lãm hơn. Đó, trên bản nhỏ các bác, đó là một chiếc đồng hồ mang một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là thương hiệu Rewind. Vâng, mà chiếc Rewind này thì được làm một cái dáng rất là tuyệt vời, đó là dáng pha lê tuyệt đẹp từ quả lắc, vỏ thùng. Đương nhiên rồi, vỏ thùng như em nói được làm bằng gỗ ốc chó tự nhiên, được các nghệ nhân chọn những cái nếp nu rất tuyệt đẹp dán trên dưới hay là những chi tiết em hôm nay thì em chỉ giới thiệu sơ bộ để các bác chiêm ngưỡng từng con một. Còn khi nào em làm video từng con cụ thể và các bác có nhu cầu từ cụ thể thì em sẽ làm video từng con cụ thể để gửi tới các bác chiêm ngưỡng và thưởng thức âm thanh của em nó hơn. Đó, như vừa nói, tất cả những cái vỏ thùng này thì được làm hoàn toàn làm bằng gỗ tự nhiên. Có những cái thì bằng gỗ sồi, có những cái thì được làm bằng gỗ ốc chó, gỗ anh đào, với mọi cái dáng vẻ rất đa dạng, rất tuyệt vời. Vâng, phân khúc giao lưu với các bác là giá từ 30 triệu tới 90 triệu tùy từng con, rất tuyệt vời. Đó, như con này em vừa nói, đây là gọi là dáng một chiếc đồng hồ tạ cây pha lê mang cái thương hiệu, đó là thương hiệu Rewind, rất tuyệt vời phải không ạ? Đây, rất tuyệt đẹp. Em chỉ soi tổng thể để các bác chiêm ngưỡng, không làm mất thời gian các bác. Rất tuyệt vời, rất tuyệt đẹp. Đó, dáng pha lê, kính cong tuyệt đẹp. Và đây là một chiếc kết hợp giữa hai hãng Rewind và hãng Hot Miller, rất tuyệt vời. Đây, biểu tượng tình yêu, hai bàn tay lên chén tình yêu, rất tuyệt vời. Và con này cũng thế, rất tuyệt vời. Con này kích thước rất khủng, rất to, vỏ rất là mới. Đây, những lớp lưu được các nghệ nhân trang trí lựa chọn rất đẹp. Vâng, em này là hãng Molly, Molly S, rất tuyệt vời. Còn đây là một hãng rất nổi tiếng, đây là gọi là Ethan Erlen, rất tuyệt vời. Em sẽ soi tổng thể để bác chiêm ngưỡng. Và đây là một em với một cái dáng rất là hiện đại, rất phù hợp cho những ngôi nhà phố các bác, với lại trang trí bên trong những cái kệ rượu hoặc là những cái gì đó các bác trang trí rất phù hợp, mang một cái dáng hiện đại. Còn đây là một trong những em mang một cái dáng rất là cổ điển, rất cổ điển, màu sơn cũng rất cổ điển, vững chãi, rất tuyệt vời. Tất cả những con đồng hồ như em vừa giới thiệu là được bọn em nhập nguyên chiếc từ Mỹ về, rất tuyệt vời, nguyên bản 100%. Rồi, cũng như em vừa nói, vỏ thùng thì được hoàn toàn làm bằng gỗ tự nhiên với những cái dáng rất là kích thước hoặc kích thước rất đa dạng, các bác có thể lựa chọn.
sưu tầm. Rồi các bác có thể kết bạn hoặc là gọi điện theo số điện thoại 0983 424 127, em tư vấn trực tiếp. Các bác gần có thể đến trực tiếp cửa hàng chúng em là địa chỉ đường Phùng Hưng, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để chúng ta giao lưu. Và các bác lựa chọn từng cái dễ hơn. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi clip của bên em. Xin hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bác.